Ok hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình là mình view đây và buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là thị trường đang có mức tăng trưởng rất là ấn tượng à, với những cái dự án như là bon hay là bim đúng không hay là na thì đã có mức tăng trưởng từ 15 đến 20 bên cạnh đó thì có những dự án như là do cũng đã tăng trưởng đến 33,4 và các dự án khác ăn khác thì cũng đã có mức tăng trưởng từ 5 đến 10 vậy thì điều gì đang diễn ra cũng như là những cái tin tức gì đã ảnh hưởng đến thị trường vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video này ngày hôm nay nhé Ok mình là view đến từ clip Okay, và để mà bắt đầu video này ngày hôm nay thì cũng có một vài tin tức khác mà mình muốn cập nhật thêm với các bạn đầu tiên thì chúng ta thể thấy là hai ngày gần đây thì giá vàng đang chạm mức cao kỷ lục khi mà căng thẳng đã uh, căng thẳng địa chính trị bị leo thang đúng không và mới ngày hôm qua chúng ta để thấy hôm kia đúng không uh, thì uh, tổng thống của iran và bộ trưởng bộ ngoại giao của ông đã bị rơi trong điều kiện thời tiết xấu vào chủ nhật và sáng ngày hôm nay thì mình đã cập nhật thông tin là tổng thống của iran thì đã qua đời rồi thì điều này thì nó dẫn đến cái việc là mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nước iran đặc biệt là về kinh tế và bên cạnh đó thì chắc chắn là chính trị ở các nước trung đông thì nó sẽ càng ngày càng leo thang thì từ đó thì cái xu hướng mà mua vàng được tích chữ cũng như là tìm những tài sản an toàn để chuẩn thì mình nghĩ nó sẽ càng ngày tăng cao và đó là một trong những lý do chính mà khiến cho giá vàng sẽ càng ngày càng tăng bên cạnh đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường thị trường điện tử bởi và nếu như nếu như các bạn để ý thì Bitcoin cũng đang là một đang được coi là một trong những cái tài sản được trú ẩn an toàn. À, thì uh, từ những cái cái thông tin về chiến tranh này thì cũng là một trong những cái uh, nguyên nhân mà mình nghĩ là cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường tiền tử. Ok tiếp theo là về uh, cái thông tin tiếp theo mà anh cũng ảnh hưởng mà mình nghĩ là nó đã tác động đến giá của thị trường trong ngày hôm nay rất là cao. Đó chính là cái thông tin về uh, ETF ETH uh, được duyệt uh, thông qua SEC đúng không? Thì sáng ngày hôm nay chúng ta để thấy là giá của bit uh, giá của Ethereum đã tăng từ 3.000 lên bằng mốc 3 nghìn bảy trăm đô. Uh, khi mà các nhà phân tích uh, đang kỳ vọng rằng là ETH ETF sẽ được uh, chấp thuận trong cái thời gian là đến ngày 23 tháng 5. Và SEC thì cũng đã ra một cái hành động đó là SEC đã bắt đầu uh, dục những cái uh, những một vài cái đơn vị là hoàn thành nốt cái hồ sơ để duyệt ETH ETF uh, ETH. ETH. Với cá nhân mình thì mình uh, đánh giá khá là cao tin tức này và chưa đến chưa được duyệt chính thức thôi mà cho chúng ta thấy là thị trường đang rất là tích cực vào FOMO với cái thông tin này. Tuy nhiên thì đến ngày 23 tháng 5 là sẽ là hạn cuối của uh, quyết định duyệt của quỹ Van X thì mình nghĩ là cái thời hạn này thì nó sẽ chưa được chưa được chấp thuận luôn. Tuy nhiên thì uh, với những cái hành động của SEC thì chúng ta có thể là kỳ vọng là vào tháng 7 tháng 8 khi mà những cái uh, đơn vị lớn uh, đến hạn cuối của duyệt -ETF, uh, ETF thì uh, sẽ ảnh hưởng tích cực rất lớn đến thị trường uh, và nó cũng và cho thấy là set thì đang khá ủng hộ rồi thì có thể là ngày 23 tháng 5 này thì có thể là cái quỹ của Binance này thì chưa, chưa được duyệt luôn. Tuy nhiên thì nó cũng là một trong những cái hành động mà sẽ khiến cho ETH có thể uh, điều chỉnh giá nhẹ sau đó sẽ tiếp tục tăng trưởng vào tháng tháng 8, 8 nhé. Đó và bên cạnh đó thì mình nghĩ là ngoài cái dòng coin ETH ra thì những cái dòng coin về uh, layer 2 như là OP, ARB hay là Stark, Starknet đúng không? Cũng sẽ được ảnh hưởng rất lớn uh, từ từ cái việc là ETH đúng không? Đó sẽ ảnh hưởng rất là tích cực. Bên cạnh đó thì có một vài trend mà các bạn cần lưu ý nữa là liquid uh, liquid staking đúng không? Hoặc là Restaking, đó là một trong ba cái trend mà mình nghĩ sẽ có được cái hưởng lợi từ cái việc là uh, cái sự kiện này, ETH, ETF này. đó ở à Bên cạnh đó thì uh, về cái sự kiện uh, quyền chọn của ETH thì cũng đang uh, khá là thu hút những nhà đầu tư. À, bên cạnh đó thì uh, ở trên trang này họ có thông báo đó là uh, về giá của Ether mà giao dịch trên 3.600 đô thì vào ngày 4 tháng 5 thì sẽ có khoảng 404.000 đô của các công cụ quyền chọn bán sẽ hết hạn thì cái quyền chọn bán này nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đến giá của ETH nhé. Tuy nhiên thì quyền chọn bán thì nó sẽ lại thì với mức giá là bốn nghìn đô này thì mình với mình thấy là cái số lượng nó không quá nhiều là nó sẽ không ảnh hưởng đến giá của ETH của giá của ETH thì dự kiến là ETH thì cái quyền chọn mua nó đã cũng tương đối lớn đúng không? thì từ đó cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá của ETH. Thì cho thấy là trường rất là bullish với những cái tin như là ETH hoặc là ETF hoặc là những cái tin về quyền chọn của ETH đúng không? đó thì đó là một vài thông tin khác về ETH nhé. OK. Ở bên cạnh đó thì uh, um, một trong những cái thông tin nữa về mà các bạn về chứng khoán Mỹ mà các bạn cũng cần ý đó là về dự đoán của Nvidia đưa Nasdaq lên mức cao kỷ lục. thì uh, Nvidia thì dành cho những bạn nào chưa biết thì đây là một cái tập đoàn rất là lớn làm về cái uh, làm về công nghệ thông tin uh, trong lĩnh vực AI. Uh, và khi mà cái uh, những cái tin tốt về Nvidia này uh, được tung ra uh, và giúp cho ngành AI nó càng phát triển thì tất cả những cái dự án mà liên quan đến AI nó cũng sẽ được hưởng lợi nhé. thì vào một tháng 8 này thì uh, chat uh, Open AI thì uh, họ sẽ ở uh, ChatGPT thì họ sẽ ra mắt cái tính năng mới là uh, ChatGPT năm thì sẽ rất nhiều tính năng được cập nhật thì từ đó thì cũng ảnh hưởng uh, mình nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến những dự án là về AI và đến cuối năm ở uh, khi mà quý 1 hai khi mà NVIDIA họ công công bố cái báo cáo tài chính của họ thì mình nghĩ là nếu như báo cáo mà tài chính họ tốt mà dương thì mình nghĩ là cái trend AI nó sẽ có bùng nổ hơn nữa nhé và chúng ta sẽ cùng nhau đợi chờ xem là trong thời gian sắp tới thì uh, những cái trend AI thì nó có thực sự bùng nổ và nó có đưa chúng ta có thể ích uh, tài sản không nhé Ok, và một vài thông tin khác mà cũng cần các bạn cần lưu ý đó là vào ngày 23 tháng 5 là hạn chót của VanEck đưa ra quyết định phê duyệt ETF, đúng không? À, tuy nhiên thì với cá nhân mình nhận định thì uh, với cái thời gian này thì khả năng cao là ETH ETF spot đầu tiên thì sẽ chưa được uh, chấp duyệt uh, chấp thuận ngay. Tuy nhiên thì với những cái hành động của SEC thì cho thấy họ đang có những cái hành động rất là tích cực đối với cái sự kiện ETH ETF này thì vào tháng 7 tháng 8 thì mình nghĩ là cái sóng ăn coi nó sẽ thực sự rất là bùng nổ. À, khi mà tất cả những cái quỹ ETF ETH được duyệt thì lúc này sẽ là một cái cơn sóng rất điên rồ của thị trường nhé. À, ok thì đến ngày 24 tháng 5 này thì AI thì cũng sẽ ra mắt token hợp nhất giữa ASI từ ba dự án là AI top thay ơi, như là AGIX này, Fed và Ocean thì đấy. Thì à, đây là token hợp nhất của ba dự án rất đình đám này. Thì vào ngày 7 tháng 5 thì Solana cũng sẽ triển khai thêm bản bản nâng cấp V1.18. Thì cái bản nâng cấp này nó sẽ giúp gì cho hệ sinh thái Solana thì như chúng ta để thấy là giờ đây thì Solana rất bùng nổ với những cái dự án meme coin thì cắt tỷ đô đúng không? Uh, tuy nhiên thì cũng có một cái uh, vấn ngại thì đang diễn ra ở trên hệ sinh thái của Solana, đó là do có quá nhiều bot uh, bot spam cũng như là có quá nhiều giao dịch dẫn đến Solana bị nghẽn mạng. Uh, thì từ đó thì cái bản nâng cấp của V của Solana về V1.18 này sẽ sẽ giúp cho cái việc là Solana giải quyết về vấn đề nghẽn mạng nhé Đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật chờ đợi xem vào ngày 27 tháng 5 này Solana uh, nó sẽ cập nhật như nào. Thì mình nghĩ là ngày 27 tháng 5 này thì thì uh, Solana thì cũng sẽ hưởng ứng tích cực từ cái dự án từ từ cái sự kiện này nhé thì giá của Solana mình nghĩ sẽ, sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời sắp tới và hệ Solana thì mình, mình nghĩ là trong năm nay thì với những dự án meme phát triển trên nó thì sẽ còn rất là bùng nổ OK thì đó là một vài cái tin tức quan trọng mà mình muốn cập nhật cho các bạn về uh, trình thị trường và tình chứng khoán trên thế giới uh, quay trở lại với tình của Bitcoin uh, trên phân tích kỹ thuật thì sao thì chúng ta có thể thấy là Bitcoin hiện tại đang giao dịch ở mốc là 70 đến 71 000 đô. Thì ở tại cái vùng này thì như các video lần trước mình có phân tích là Bitcoin đang chạm một cái vùng là vùng kháng cự đúng không? Kháng cự cứng ở phần này kháng cự nó khá là cứng và ngay lập tức chúng ta thấy là Bitcoin đang có một cái phản ứng giá ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Bitcoin thì sắp tới sẽ như thế nào. Thì với cá nhân của mình thì mình vẫn view là thị trường cho tới Bitcoin nó sẽ tăng trưởng lên mốc là 84 000 đô nhá. Thì trước mắt là Bitcoin cần phải vượt qua mốc là 37 73.000 73.900 này và 74.000 này. Sau đó sẽ chạm cái cột mốc tiếp theo là 84.000 đô này đúng không à, với cá nhân của mình thì à, mình nghĩ là để mà Bitcoin vượt qua cái mốc là 74.000 này vào chạm mốc là 84.000 này ấy, thì nó sẽ khá là dễ dàng và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong sắp tới nhé à, và trước khi mà trước khi mà bung lên đây thì mình nghĩ là Bitcoin nó cũng sẽ có một cuộc điều chỉnh nhẹ nữa để cho uh, chúng ta có thể là chưa ai chưa vào hàng có thể vào thêm và cho thị trường nó sẽ có thể tăng trưởng bền vững chứ còn nếu Bitcoin tăng trưởng một mạch lên 84.000 đô này thì mình nghĩ là con sóng nó sẽ lại đi quá nhanh thì lúc đấy chúng ta lại nên lo sợ thì với cá nhân của mình thì mình nghĩ là Bitcoin nên có một sự điều chỉnh nhẹ về mốc là mốc sáu mươi bảy đô thì sau đó tiếp tục tăng trưởng lên mốc uh, các mốc cao hơn như là 84 000 đô thì nó sẽ thích hợp hơn thì trong uh, ngày uh, đến hết ngày 23 thì uh, chúng ta sẽ cùng chờ đợi thêm cái tin ETH ETH uh, có được duyệt hay không thì mình nghĩ là cũng sẽ có một cú điều chỉnh từ cái thông tin này thì nếu như mà không được duyệt thì chúng ta sẽ chờ đợi là Bitcoin toàn thị trường sẽ có một cú điều chỉnh nhẹ sau đó đi sẽ lại tiếp tục tăng trưởng nóng trong lần sắp tới nhé chúng ta sẽ cùng chờ đợi và cái tháng 5 là tháng mà chúng ta có thông tin là sell in May go away đúng không thì cái sự kiện này là một trong những sự kiện mà trên về cái thị trường chứng khoán trên thế giới thì họ có đồn thổi rằng là vào tháng 5 thì vào các năm ấy thì thị trường chứng khoán thì thường sẽ đỏ lửa cho nên là họ thường khuyến khích là các bạn nên bán đi và mua lại vào tháng 10 tháng 11 thì với những cái năm trước đây mà mình trải nghiệm về thị trường thì bitcoin về thị trường điện tử ấy, thì mình thấy là cái sơn mega way này nó không hoàn toàn đúng đâu thì sơn mega way thì nó bị đỏ lửa thì chủ yếu vào thời kỳ đau chen thôi và mình nghĩ trong thời kỳ đau chen thì tháng nào nó cũng sẽ dễ đỏ lửa và chúng ta tuyệt là không nên giao dịch trong thời kỳ đau chen thì trong thời kỳ áp chen thì tháng năm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng thì nó cũng như tuy nhiên mình thấy nó cũng không quá nhiều thì như các bệnh là trước các bạn có thể thấy đúng không thì bitcoin vẫn giữ ở mức trên sáu đô và hiện tại đã đạt mức 71.000 đô rồi thì chúng ta đang chờ đợi Bitcoin có một cú chuyển mình và tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới và cũng sẽ kéo đo toàn một thị trường nó sẽ tăng trưởng mạnh nhé. bên cạnh đó một chút chúng ta sẽ cập nhật thêm về tình của Ancoi thì để mà xét tình của Ancoi chúng ta sẽ cập nhật về BTCD thì đây là cái tình hình cái vốn hóa của Bitcoin so với Ancoi đó thì chúng ta để thấy là ngay ngay ngày hôm qua thôi thì cái vốn hóa của Bitcoin đã được giảm mạnh đúng không? Về là vùng là vùng 55% này thì mình nghĩ là một hai ngày tới thì Ancoin vẫn sẽ có cơ hội để bay buy nốt trong một hai ngày tới sau đó thì sẽ nhường lại tiếp tục lại nhường lại dom cho cho Bitcoin không và đồng của bitcoin là sẽ tiếp tục tăng trưởng đến thì chúng ta thấy là bitcoin nó sẽ đẩy điền đâu đây thì mình sẽ nghĩ là bitcoin đồng của bitcoin trong sắp tới nó sẽ đẩy lên cái vùng, là vùng này vùng mà uh, uh, 60 phần trăm này thì uh, từ cái vùng 60 phần trăm này đổ đi thì mình thấy là uh, sẽ là cái cơ hội để cho Ancoin sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhá đây cái vùng này này các bạn năm chín sáu mươi sáu phần này thì chúng ta còn một ít thời gian nữa thôi thì chúng ta sẽ chạm mốc này đúng không? thì khi chạm mốc này thì uh, mình nghĩ là uh, bitcoin nó sẽ nhả lại đòn cho các altcoin và chúng ta sẽ uh, chứng kiến một cái altcoin season rất là mạnh trong thời gian tới nhé. đó thì chúng ta để thấy này đây đây đó bitcoin uh, dành cho những bạn nào chưa biết thì đòn bitcoin nó là thể hiện cái vốn hóa của bitcoin so với tổng vốn hóa của tất cả altcoin trên thị trường đúng không? tất cả những cái đầu qua khác thì hiện tại chúng ta thấy là bitcoin đang cái vốn hóa rất là lớn đúng không? À, chiếm đến năm mươi sáu phần năm mươi sáu phần và mình nghĩ là thời gian tới thì đồng bitcoin sẽ được tăng trưởng từ đó thì khi mà bitcoin tăng trưởng mạnh ấy, thì nó sẽ kéo theo là sự chú ý của truyền thông và thị trường và từ đó sẽ kéo được nhiều f0 và f1 vào thị trường ok thì đó là toàn bộ phần thông tin của mình chia sẻ về cái nhận định của mình về tình thị trường cũng như là những cái thông tin mới nhất về tình thị trường à, thì nếu như các bạn thấy video này hay và giá trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh youtube của mình nhé ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.